Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu thấy dễ dàng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Trong bài giảng thầy hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề thi giữa học kỳ 2 nha. Năm 2019-2020 môn toán lớp 4, thời gian là 40 phút nha. Ở đây mình sẽ ghi họ tên lớp nè, số báo danh. Rồi, phần làm bài của học sinh đây. Câu số 1 là 0,5 điểm. Phanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 và câu 2. Câu số 1, trong các số đo dưới đây, số đo nào bằng 80 km vuông? Giờ như vậy 80 km vuông mà đổi qua mét vuông thì sẽ là bằng bao nhiêu nè? Các em nhớ là đo từ km đổi qua mét là nhân cho 1.000, còn km vuông đổi qua mét vuông là nhân cho 1.000.000 nha. 1.000.000 có nghĩa là 6 số 0. Như vậy 80 km vuông đổi qua mét vuông là 80 triệu m2. Giờ kiểm tra các đáp án, đáp án nào là 80 triệu m2? Đáp án D đúng không nào? Như vậy câu 1 này mình sẽ chọn đáp án D nha. Mình qua tiếp câu số 2. Chu vi của hình chữ nhật là 48 cm. Nếu chiều dài là 15 cm thì diện tích của hình chữ nhật sẽ là bao nhiêu? Như vậy người ta cho mình chu vi là 48. Như vậy trước hết mình sẽ tính nửa chu vi. Lấy 48 chia 2 thì sẽ ra nửa chu vi. Nửa chu vi chính là tổng của chiều dài, chiều rộng đúng không nào? Người ta cho chiều dài là 15 cm. Như vậy mình có tổng nửa chu vi là 24, có nghĩa là chiều dài cộng chiều rộng 24, chiều dài bằng 15, mình sẽ lấy 24 chia 15 thì sẽ bằng 9. Như vậy là chiều rộng là 9, chiều dài là 15, chiều rộng là 9 thì mình tính sẽ tính được diện tích hình chữ nhật đúng không nào? Mình sẽ lấy 15 nhân cho 9. Giờ 15 nhân cho 9 thì bằng 135 nha. Như vậy câu số 2 này đáp án đúng sẽ là đáp án C, 135 cm vuông. Tiếp theo câu số 3. Nối số đo ở cục A với số đo ở cục B sao cho phù hợp. Giờ cục A ở đây là 7 m² và 20 cm vuông. Bên đây mình sẽ đổi qua cm vuông đúng không nào? Giờ các em nhớ là xem đổi từ mét vuông qua cm vuông thì mình nhân cho bao nhiêu nè. Nếu từ mét mà qua cm thì nhân cho 100. Có nghĩa là 2 số 0. Từ mét vuông đổi qua cm vuông là mình nhân cho 10.000 nha. Như vậy là 7 nhân cho 10.000 là 70.000 cộng cho 20. Có nghĩa là 70.020 cm vuông. Như vậy mình sẽ nói cái 7 m², 20 cm vuông này với lại 70.020 cm vuông nha. Giờ tiếp theo, 7 m² và 2 dm vuông, mét vuông đổi qua cm vuông thì cũng nhân cho 10.000. Còn 2 dm vuông này đổi qua cm vuông thì nhân cho 100. Có nghĩa là 70.200 nha. Như vậy mình nói cái 7 m², 2 dm vuông với 70.200 cm vuông nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 4. Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm. Một hình bình hành có diện tích là 8/5 m², chiều cao là 2/5 m. Cạnh đáy tương ứng của hình bình hành đó là bao nhiêu? Như vậy các em nhớ là công thức tính diện tích của hình bình hành chính là chiều cao nhân cho cạnh đáy. Như vậy muốn tìm cạnh đáy thì mình sẽ lấy diện tích chia cho chiều cao nha. Như vậy các em sẽ lấy 8/5 chia cho 2/5 nha. Giờ 8/5 chia 2/5. 5 năm giống nhau biến mất. 8 chia 2 bằng 4. Như vậy kết quả ở đây sẽ là số 4 nha. 4 m nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 5. Ghi số đo so sánh vào ô trống. Ở bên trái ở đây là 3 km vuông. Bên đây là 300 m vuông.
Chứ muốn so sánh được thì mình đổi km vuông về mét vuông luôn nha. Km vuông mà đổi qua mét vuông thì nhân cho bao nhiêu nè? Nhân cho 1 triệu đúng không nào? Như vậy 3 km vuông chính là 3 triệu mét vuông. 3 triệu mét vuông thì chắc chắn phải lớn hơn 300 nghìn mét vuông. Như vậy chỗ này sẽ là dấu lớn hơn nha. Giờ phía dưới đây 7 mét vuông và 7.000 decimet vuông. Như vậy mét vuông mà đổi qua decimet vuông thì nhân cho bao nhiêu nè? Nhân cho 100. 7 mét vuông mà đổi qua decimet vuông là nhân 7 mét vuông. Mét vuông đổi qua decimet vuông như là nhân cho 100 đúng không nào? Như vậy 7 mét vuông là bằng 700 decimet vuông. Như vậy 700 decimet vuông chắc chắn phải nhỏ hơn 7.000 decimet vuông đúng không ạ? Thì chỗ này sẽ là dấu nhỏ hơn nha. Rồi xong, mình sẽ qua tiếp câu số 6. Ở đúng khi ghi chữ D mà sai khi ghi chữ S và ô chấm. Góc nhọn lớn hơn góc tột. Góc nhọn là góc như thế nào nè? Các em nhớ là góc nhọn là những góc nhỏ hơn 90 độ. Còn góc tột là những góc lớn hơn 90 độ. Như vậy góc nhọn lớn hơn góc tột chắc chắn là sai rồi. Chỗ này mình sẽ ghi chữ S. Tiếp theo, góc nhọn bé hơn góc vuông. Góc nhọn là góc nhỏ hơn 90 độ. Còn góc vuông là góc bằng 90 độ. Như vậy, nhỏ hơn 90 độ thì sẽ bé hơn 90 độ là đúng. Bây giờ chỗ này mình ghi chữ chữ D nha. Tiếp theo, góc vuông. Góc vuông là góc bằng 90 độ đúng nè. Còn góc bẹt là góc bằng bao nhiêu độ nè? Góc bẹt, các em nhớ là góc bẹt là những góc bằng 180 độ. Như vậy 90 độ thì bằng 1 phần 2 100 của góc 120 độ. 180 độ là đúng đúng không nè? 90 độ nhân cho 1 phần 2 thì bằng 180 độ nhân cho 1 phần 2 thì bằng 90 độ. Như vậy đây là một câu đúng. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 7. Tính, đây là cộng trừ nhân chia phân số nha. Giờ câu số 7 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 7. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong câu số 7 chưa nè? Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Như vậy đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Như vậy trước hết mình sẽ quy đồng mẫu số. Sau đó mình sẽ lấy tử, cộng mẫu đúng không nè? Giờ như vậy là mình thấy mình sẽ là quy đồng mẫu số. Giờ như vậy là mẫu số bên đây là 4, bên đây là 3. Như vậy mẫu hai hai mẫu số này không chia hết cho nhau. Như vậy mẫu số chung sẽ chính là tích của 4 nhân 3 là 12. Như vậy là 7 phần 4. 7 phần 4 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 7 nhân 3 thì bằng 21. Còn 4 nhân 3 thì bằng 12. Dấu cộng viết lại. 2 phần 3 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4 đúng nè. 2 nhân 4 bằng bằng 8. Và 3 nhân 4 bằng 12. Như vậy là mẫu số chung là 12. Cộng hai phân số cùng mẫu số, lấy tử cộng tử và mẫu giữ nguyên. Như là 21 cộng 8 thì bằng 29. Và mẫu số 12. Như vậy kết quả cuối cùng là 29 phần 12 nha. Giờ tiếp theo là phép trừ hai phân số. Ở đây mình thấy là 15 chia hết cho 5. 15 chia 5 được 3. Như vậy là 1 phần 5 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. Còn 12 phần 15 thì mình sẽ giữ nguyên nha. 12 phần 15 thì mình sẽ giữ nguyên. Dấu trừ giữ nguyên. Và 1 phần 5 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 1 nhân 3 bằng 3. 5 nhân 3 bằng 15. Giờ như vậy đây đây mình sẽ là thực hiện phép trừ hai phân số cùng một số là 15. Mình lấy tử trừ tử và giữ nguyên mẫu. 12 trừ 3 bằng bằng 9. 9 phần 15. 9 phần 15 mình thấy là mình có thể rút gọn chia tử và mẫu cho 3. Đúng không nào? Như vậy 9 chia 3 thì bằng 3 và 15 chia 3 bằng 5. Kết quả cuối cùng sẽ là 3 phần 5 nha. Tiếp theo là 4 phần 9 nhân cho 3 phần 2. Như vậy nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu nha. Trong quá trình nhân thì mình có thể rút gọn luôn cũng được ha.
Rồi, như vậy mình lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu 4 nhân 3 và 9 nhân cho 12. 9 nhân 2 nha. Giờ ở đây mình rút gọn là 4 chia 2 rút gọn được bằng 2 đúng không? Còn 3 phần 9 này mình có thể chia tử và mẫu cho 3. Như vậy 4 2 như vậy tử sẽ còn 1, 2 nhân 1 là 2. 2 này về hành số 1. À, 9 này hành số 3, 3 nhân 1 là 3. Như vậy kết quả cuối cùng là 2 phần 3 nha. À, tiếp theo là phép chia phân số. Thì khi mình gặp phép chia phân số thì mình phải chuyển phép chia thành phép nhân và đảo ngược phân số phía sau dấu chia nha. Như vậy là 6 phần 7 thì mình sẽ viết lại. Chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân và đảo ngược phân số phía sau dấu chia. À, 3 phần 8 thì mình đảo ngược thành 8 phần 3. À, sau đó mình sẽ lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Trong quá trình nhân mình có thể rút gọn luôn cũng được. 6 chia 3 được 2. Như vậy đây 2 nhân cho 8 là 16. 3 này hành số 1, 7 nhân 1 thành 7. Như vậy kết quả cuối cùng là 16 phần 7 nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 8. Câu 8E là tìm x. X phần 7 bằng 40 phần 35. Như vậy mình thấy 35, 40 phần 35 là phân số chưa tối giản. Như vậy mình sẽ đi rút gọn phân số ha. Giờ sau khi rút gọn thì mình sẽ tính tiếp thôi. Còn câu B thì xếp các số đo theo thứ tự tăng dần. 1 phần 2, 3 phần 2, 1 phần 4 và 3 phần 5. Ở đây thì mình thấy là decimate giống nhau à. Như vậy mình so sánh phân số nào nhỏ thì mình xếp trước. Giờ lớn sau đó tăng dần đúng nào. Một là các em có thể quy đồng mẫu số. Có cho giống mẫu số nhau thì mình mới biết được là phân số nào nhỏ, phân số lớn. Hoặc là các em có thể chia ra số hợp phần cũng được. Ví dụ 1 phần 2 chính là 0,5. 3 phần 2 là 1,5. 1 phần 4 sẽ là 0,25. Và 3 phần 5 sẽ là 0,6. Giờ sau đó mình sắp xếp cũng được đúng không nè. Câu số 8 thì các em có thể tạm dừng video và làm thử câu số 8. Sau đó đối chiếu với kết quả của hệ xem có đúng hay không nha. Giờ các em làm xong câu số 8 chưa nè. Em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Thầy sẽ làm câu số 8 luôn. Như vậy là x phần 7 bằng 40 phần 35. Như vậy là x phần 7 thì mình viết lại thôi. Dấu bàn viết lại. 40 phần 35 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 5 đúng không nào? 40 chia 5 và 35 chia 5. Rồi, như x phần 7 viết lại tiếp. Dấu bàn viết lại. Rồi, 40 chia 5 thì bằng bao nhiêu này? Bằng 8 đúng không này? Và 35 chia 5 bằng bằng 7. Giờ như vậy là x phần 7 thì 8 bằng 8 phần 7. Như vậy mình thấy mẫu số giống nhau nè, biến mất nè. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là x bằng 8 đúng không? Giờ ở đây mình sẽ kết luận vậy. X sẽ bằng bằng 8 nha, đúng không nào? Giờ bên đây giờ câu 8B nha. Ở đây người ta kêu ship các số đo theo thứ tự tăng dần. Như vậy là các em có thể quy đồng mẫu số hoặc là chia hành số hợp phần. Như vậy mình thấy số nhỏ nhất sẽ là số nào nè? 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 chính là 0,25 nè, nhỏ nhất nè. Như vậy mình trước hết mình sẽ viết 1 phần 4. 1 phần 4 sẽ chia đứng trước. 1 phần 4 decimate. Tiếp theo sẽ là bao nhiêu nè? 1 phần 2 là 0,5. 3 phần 5 là 0,6. Như vậy 1 phần 2 tiếp theo sẽ là 1 phần 2 nha. 1 phần 2 decimate. Tiếp theo là 3 phần 5, có nghĩa là 0,6 nha. 3 phần 5 decimate và 3 phần 2
Decimet, đúng không này? Đây là 0,25, 0,5, 0,6 và 1 phần 5. 1,5 nha. Giờ tiếp theo là câu số 9. Một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài là 120 m, chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Cứ 1 mét vuông thì người ta thu hoạch được 5 kg rau xanh. Hỏi người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng được trên vườn rau hình chữ nhật đó. Như vậy bài này mình sẽ tính cái gì trước nè. Người ta nói là một vườn rau hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Như vậy mình sẽ tính chiều rộng của hình chữ nhật đúng không? Của vườn rau hình chữ nhật bằng cách lấy 120 nhân cho 2 phần 3. Sau khi có chiều rộng, mình lấy chiều dài nhân chiều rộng sẽ ra diện tích của vườn rau. Có diện tích thì mình sẽ nhân cho 5 thì sẽ ra được số kg gam gieo thu hoạch được. Rồi sau đó mình sẽ đổi qua tạ đúng không nào? Câu số 9 này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu số 9, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ giải câu số 9 luôn nha. Như vậy trước hết mình sẽ tính chiều rộng của vườn gieo nha. Chiều rộng của vườn gieo là giờ người ta nói là chiều dài bằng 120, chiều rộng bằng 2 phần 3 chiều dài. Như vậy mình lấy 120 nhân cho 2 phần 3, có nghĩa là nhân 2 chia cho 3 nha. Nhân 2 chia cho 3, các em có thể chia 3 chứ rồi nhân 2 được, cũng được đúng không nào? Như vậy là 120 chia cho 3, 12 chia 3 được 4, không đem xuống như là 40, 40 nhân 2 thì bằng 80. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 80 m nhé. Có chiều dài, có chiều rộng thì mình sẽ tính được cái mình sẽ tính được diện tích của vườn rau đúng không? Tiếp theo mình sẽ tính diện tích vườn rau nhé. Diện tích của vườn rau là mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng 120 nhân cho 80. Giờ ở đây mình nhẩm luôn nha. Hai số 0 về sau nè. 8 nhân 2 là 16, viết 6 nhớ 1. 8 nhân 1 là 8, với 1 nhớ là hành chính. Như vậy là 9.600 mét vuông. Giờ có diện tích của vườn rau, người ta nói là cứ 1 mét vuông thì 5 kg. Như vậy mình lấy số này nhân cho 5 thì sẽ ra số kg đúng không nè. Như vậy người ta hỏi là đề bài hỏi là người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ rau xanh trồng tại vườn gieo. Vậy mình sẽ chứa hết là số gieo thu hoạch được là số gieo thu hoạch được là giờ mình sẽ lấy 9.600 nhân cho 5. Giờ ở đây mình nhẩm luôn nha. Hai số 0 viết lại nè. 5 nhân cho 5 nhân 6 30. Viết 0 nhớ 3. 5 nhân cho 9 là 45. 45 với 3 là 48. Giờ như vậy 48.000 kg nha. Kg này thì mình sẽ đổi qua tạ đúng không nào? Như vậy mình sẽ đổi qua tạ luôn. Xuống dòng đổi nha. 48.000 kg đổi qua tạ thì sẽ bằng một tạ thì bằng 100 kg. Như vậy đổi từ kg qua tạ mình sẽ chia 100, có nghĩa là bỏ hai số 0 đi. Còn lại là 480 tạ nha. Giờ đáp số luôn. Như vậy đáp số đây là 480 tạ gieo xanh, tại gieo cũng được ha. Rồi
À, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 9 nha. Câu số 9 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 10 luôn. Tiếp theo là câu số 10. Câu số 10, hãy viết 5 phân số khác nhau. Các phân số đó sẽ lớn hơn 1 phần 7 và bé hơn 1 phần 2, đúng không nè? Như vậy là 1 phần 7 và 1 phần 2. Một là các em quy đồng mẫu số để cho mình được hai phân số cùng mẫu số. Giờ sau đó mình sẽ tìm những phân số nằm giữa hai phân số đó, đúng không nè? Hoặc là các em có thể chuyển về phần phần trăm, về số hợp phân. Thì 1 phần 2 thì sẽ là 0,5. Còn 1 phần 7 thì sẽ là 1 bằng 0,1 mấy, 0,1428. Ghi là 1 phần 7 nên là chính là 0,1428, còn đây là 0,5. Thì tìm những con số nằm giữa, đúng không nè? Các em nên quy đồng mẫu số về cùng một mẫu số, rồi sau đó mình tìm những con số nằm giữa hai số đó sẽ dễ hơn nha. Giờ câu số 10 này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu số 10. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 10 bằng cách là trước hết mình sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này về mẫu số chung là 28 nha. Như vậy ta có à, 1 phần 7 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 4 để được mẫu số chung là 28. Một sẽ nhân cho 4 và 7 cũng nhân cho 4. Sẽ bằng 4 phần 28. Giờ còn 1 phần 2. 1 phần 2 mình sẽ nhân tử vào mẫu cho 14 để được mẫu số chung là 28 nha. 1 nhân 14 và 2 nhân cho 14. Giờ sau đó mình sẽ như vậy, một mình sẽ cho hai cái phân số này nằm ở hai đầu và sau đó mình sẽ thêm những phân số, 5 phân số ở giữa. Đúng không nào? Như vậy ta được. Giờ như vậy đây là 4 phần 28. 4 phần 28 có nghĩa là 1 phần 7, đúng không nào? 1 phần 7 sẽ nằm giữa 28. Như vậy 4 phần 28. Tiếp theo sẽ là 5 phần 28 và tiếp theo sẽ là 6 phần 28. Bảy phần 28 giờ 8 phần 28 9 phần 28 và cuối cùng là 14 phần 28. 14 phần 28 chính là 1 phần 2, đúng không nè? Như vậy là như vậy ta đây, như vậy mình thấy là một như vậy những số này 5 phần 28, 6 phần 28, 7 phần 28 và 8 phần 9 và 9 phần 28 thì nó sẽ lớn hơn 4 phần 28, có nghĩa là lớn hơn 1 phần 7 và bé hơn 14 phần 28 chính là 1 phần 2, đúng không nào? Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong giải một đề thi giữa học kỳ 2 môn toán lớp 4 nha. Đây là đề 2 nha. Sẽ làm đề 3 trong thời gian sớm nhất có thể nha. Các em nhớ đón xem nha.
Rồi, chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.